Lại nói đầu tiên kinh thú vui dân quà giả cũng không quên gửi lời chào đến tất cả anh chị em và các bác xem video nha. Có hôm nay cũng thông báo với anh em là em là cái thời gian vừa rồi do cái dịch đó, nên mình không có gửi hàng đi được, lúc gửi được lúc gửi không. Hôm nay mấy bữa nay mình cũng gửi hàng đi được rồi đó. Này cũng mời anh chị em vô tham khảo. Hôm nay mình mới muốn giới thiệu cho anh chị em và các bác một giống giống bí đao mới có công ty mới ra anh em, là bí đao chanh lai F1 và Vino bò đất nè, ba số 5 nè. Trên đây có cách ghi sinh trưởng khỏe mạnh nè, chống chịu tốt với bệnh ri quất và bệnh chết dây nha. Trái màu xanh có nhiều bông nè, sáng bóng, thời gian trưởng thành 40 đến 45 ngày thu hoạch anh em. Thì chiều dài của cái giống bí thì này nó tầm khoảng 18 đến 20 cm nè. Là năng suất là 60 đến 80 trên 1 ha nha. Mật độ thì 0,5 đến 0,6 nhân cho líp 1,6 m. Thì đối với cái mẫu Vino bò đất là 3 số 5 này này thì cái mẫu trái của nó là nó ngắn hơn hơn thằng Cali B, C, D anh em. Cái trái này thì nó dài từ 18 đến 20 à. Cái loại trái này rất thích hợp cho mấy chỗ anh chị em mà không thích mẫu trái dài nha. Thích mẫu trái ngắn nè. Thị trường thì có chỗ thích trái dài, có chỗ thích trái ngắn gì đó. Khi mẫu trái này ở chỗ anh em nào mà không thích trái dài quá thì anh em cũng có thể sử dụng được cái giống này nha anh em. Nhà nó có nhiều bông. Nó có nhiều bông là cái màu nó chắc là nó sẽ hơi hơi sáng màu hơn cái thằng thằng B, C với D này nè. Vậy cái giá hiện tại bây giờ công ty mới ra đang có dạng khuyến mãi cho em, mà giá một bịch là 33 ngàn một bịch nha anh em. Là nó cũng đồng giá với thằng D nè. D này hiện giờ mình cũng đang bán dưới là 33 ngàn một bịch nè. Tại công ty đang có đợt khuyến mãi đến hết tháng 31 tháng 12 năm 2000. Bán hết hết năm nay nha. Ra về cái còn cái giống thì B C D này cái giá nó cũng vẫn y như vậy nha. Đó. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu cho anh giống mới, anh em mà có chồng thì cứ liên hệ với mình cái số điện thoại này nha. Mình không biết cắt ghép, mình ghi số điện thoại trên mình màn hình cho anh em. Có gì thì anh em gọi trực tiếp cho mình nha, hoặc là kết bạn Zalo nha. Như vậy cũng thông báo bên anh, hiện giờ bên mình cũng có giống bầu mốp, phổ hoa, trái dài, trái ngắn, dưa leo gì cũng có hết nha. Còn đây súp be Winner 139, mẫu cái này nó dài tầm 35 đến 40 nha. Anh em nào thích mẫu cái dài thì có thằng 139 này. Giờ thằng này bí đao xanh là thằng này dài nhất bên công ty nè. Có loại dài hơn đó mà cái loại đó thì trong khu vực miền Tây mình không có ai trồng nên mình không có lấy dài. Loại đó dài tầm khoảng 40, từ 50 đến 60 nè. Mình chỉ lấy loại này là dài nhất thôi nè. Thế anh em nào mà trồng ruột xanh thì có cái thằng B với thằng 109 này ruột xanh nha. Còn toàn bộ gồm nè ba loại này, còn lại là Cali C, Cali D và Cali ba số 5 này là ruột trắng hết nha anh em. Rồi mình cũng xin giới thiệu thêm một cái vài thứ giống nè. Đây giờ bên mình cũng đang có hổ qua cái dòng ếch này, hổ qua dòng ếch 3 này, loại trái ngắn nè, ếch 2, ếch 3, ếch 4, ếch 5 thì toàn bộ loại trái ngắn hết. Còn cái dòng trái dài thì dòng Galaxy S1, Galaxy S2 nha. Hiện nay S2 cái đó mình chưa có, công ty chưa có về kịp nên mình không có giới thiệu trên đây.
Anh nào quan tâm thì gọi trực tiếp cho nó, kết bạn Zalo mình gửi cái hình ảnh bao bì và cái mẫu trái qua cho anh xem mà. Rồi anh em mà có nhu cầu trồng thì cứ gọi cái số này của mình nha. Và kết bạn Zalo của mình sẽ gửi chi tiết qua cho anh em tham khảo. Giờ anh em nào có nhu cầu thì chồng anh em có thể đặt đặt hàng bên mình để bên mình giao anh em. Nhiều khi dịch gà thì có không biết sao, nhiều khi anh em cần mà gọi cho mình cũng gửi hàng đi không được thì cái đó cũng mất thời gian anh em. Anh em nào có ý định chồng thì cứ gọi rồi đặt trước nha, để đó sau này chồng sau cũng được, hàng cũng còn rất nhiều nha anh em. Trên đây cũng còn vài chục, cái trên đây cũng còn cả trăm mà dưới đây nữa. Rồi các trồng bí hiện giờ là bên mình có bốn loại đó nha, còn mướp thì có thằng Vino G158 này nha. Anh em nào mà sử dụng cái hàng Vino này lâu quá cũng biết là cái mấy cái mẫu hàng này rồi á. Rồi mình cũng không làm mất thời gian của anh em nữa, mình giới thiệu bấy nhiêu là được rồi. Mình cũng xin cuối video cũng gửi lời chào đến tất cả anh chị em xem video nha.